Và tôi còn nhớ nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: đố ai định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Và trải qua những năm tháng chưa đổi bình, mỗi con người chúng ta cũng phải đi tìm cho mình một nửa thương yêu nơi trái tim còn lại. Đôi bạn trẻ Đức Trinh, Thanh Thanh có lẽ rằng trải qua một thời gian tìm hiểu cũng khá là dài, có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, thì hôm nay con thuyền tình yêu nho nhỏ tuyệt vời sơ sinh của em đã thực sự neo đậu bến đỗ của hạnh phúc tương lai, và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương sở tại trong buổi sáng ngày mai, ngày 25 tháng 6 năm 2023, cũng là ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, hai gia đình chúng tôi chính thức tổ chức buổi lễ thành hôn để tác hợp cho em Đức Trinh, Thanh Thanh nên nghĩa vợ tình chồng. Và đặc biệt trong buổi tối đêm nay tại khán phòng tiệc cưới gia đình họ nhà trai chúng tôi trên thương xóm 8 Quốc Tuấn, với một chương trình ca nhạc tổng hợp đặc biệt được mở ra với chủ đề giai điệu tình yêu chúc mừng hạnh phúc. Và giờ này sự diện của quý vị cũng là niềm vui, niềm hân hạnh với gia đình, đặc biệt là với chú rể Đức Trinh. Một lần nữa để thay lời cho những người thực hiện chương trình trong lễ cưới đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Quân, một cái tên rất quen thuộc với bà con cô bác trên thương Quốc Tuấn, xin được kính chúc quý vị có một buổi tối tràn đầy niềm vui. Và ngay sau đây cho phép tôi được chính thức tuyên bố chương trình ca nhạc hát chúc mừng hạnh phúc chờ đôi bạn trẻ Đức Trinh, Thanh Thanh xin chính thức được bắt đầu. Cảm ơn rất nhiều tới trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Quân, và đặc biệt cảm ơn người giúp gan Ngọc Toàn dạo lên một bản nhạc gửi vào đó thông điệp tình yêu chúc mừng hạnh phúc. Thưa quý vị thân mến, nói đến tình yêu thì chúng ta không thể không nói đến âm nhạc, bởi vì âm nhạc viết cho tình yêu, âm nhạc là thông điệp của tình yêu và âm nhạc cũng là người bạn của tình yêu. Để bắt đầu chương trình ca nhạc buổi tối đêm nay, xin mời quý vị hãy cùng mời thuốc, mời nước, mời trà và đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thủy sẽ là cái tên đầu tiên trở về với nhịp cầu sân khấu ca nhạc, mang những lời ca tiếng hát, những tình cảm để gửi tặng và chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin được chào đón tiếng hát của chị Thanh Thủy sẽ trở về với sân khấu nhỏ. Để mở đầu chào văn nghệ mừng hạnh phúc thứ 26, tôi xin gửi tới hội cưới bài hát Hà Tĩnh quê ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Xin được cảm ơn rất nhiều tiếng hát của chị Thu Thủy đã đưa chúng ta trở về với xứ nghệ, trở về với mảnh đất miền Trung với những bản tình ca sâu lắng chân tình và đặc biệt là rất hay, vừa được gửi tặng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là đàn vui giao khúc đường xa, người vui hát khúc câu ca cuộc đời, ngàn năm dẫu có xa vời, hát cho đời bạn trọn đời bên nhau. Mỗi một ca khúc, mỗi một giai điệu vang lên, đó là một đóa hoa tươi thắm để dâng lên tới chú rể Đức Trinh của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ này thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục vào cùng bài thuốc, bài nước, bài trà và cùng đăng ký với những người làm chương trình của tôi với những ca khúc mà quý vị yêu thích, với những bản tình ca viết về tình yêu, quê hương, đất nước, con người để chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Và ngay sau đây, trong khi chờ đợi giọng ca tiếng hát của quý vị đang trở về với phiên đàn lễ cưới, thay lời cho những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Quân, xin được gửi tới quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đình Điều, ca khúc Thuyền và Biển. Xin mời quý vị cùng nghe. Lòng lòng huyền đau xa xưa.
lại cách xa em. Anh chỉ còn bao ôm. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao ôm. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao ôm. Vâng, quý vị trở về với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, ca khúc Thuyền và Biển, với một món quà âm nhạc để dành tặng và chúc mừng. Và sau đây thì cánh cửa hoa số 1 của gia đình họ nhà trang tôi vẫn đang được rộng mở để đón tiếp tình cảm quý vị trở về đây với những cảm là tuyệt vời nhất. Chúc mừng hạnh phúc đôi đôi. Và để liên tục chương trình, xin được mời lên sân khấu tiếng hát của ông Phạm Hề với những tình cảm trở về với sân khấu để chúc mừng hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều lối chỉ có tình anh mày mày mà nỗi nhớ về bên trong Bolero thôi à? Vâng, để đáp ứng yêu cầu quý vị xin gửi tới toàn thể cưới một làn điệu chèo rất quen thuộc của vùng quê núi Thái Bình. Bài hát được mang tên Duyên Phận Phải Chiều, hát theo điệu Đường Trường Phải Chiều. Thank you.
xin được cảm ơn rất nhiều ông Phạm Hề đã trở về với sân khấu với những món quà âm nhạc, và đặc biệt là trở về với cái làn điệu chèo. Và thưa quý vị, nói đến Quyền Thế Bình thì quý vị có thể biết rằng đó là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Xin được cảm ơn ông và chúc ông luôn mạnh khỏe, gặt hái được thành công trong công việc cũng như chèo cuộc sống. Và thưa quý vị thân mến, trong buổi tối nay thì tình cảm quý vị đang được đong đầy với những lời ca tiếng hát, đang trở về với khám phòng tiệc cưới của gia đình, chung vui với gia đình và đặc biệt là chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đức Trinh. Và xin mời quý vị sẽ tiếp tục vào cùng mời thuốc, mời nước, mời trà và tiếp tục trở về sân khấu với những bản tình ca mà quý vị yêu thích. Quý vị không thuộc lời bài hát có thể cắm điện thoại, nhìn hình, nhìn chữ thể hiện ca khúc của mình. Mỗi một ca khúc, mỗi một giai điệu vang lên, đó là một lời chúc mừng tới chú rể Đức Trinh của chúng ta. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục trở về với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. Xin mời quý vị cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1949 về ở Phú Thọ. Ông là một trong những nhạc sĩ viết về tình yêu, viết về những ca khúc trữ tình rất tuyệt vời. Và Điều Giản Dị là một trong những tác phẩm mà rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Phú Quang viết về tình yêu. Và thưa quý vị, ở giờ này thì tiếp tục tại khóa cưới của gia đình, tình cảm quý vị đang được trở về. Và xin mời quý vị hãy cùng nâng chén chè xanh để thắm tình quê hương, một chiếc kiểu thơm để tỏ tiệm nối tình ta mặn nồng. Ngày mai hai bạn trẻ nên vợ thành chồng, chúc cho bạn một lòng bên nhau. Vâng, và ngay sau đây với một bản đăng ký nhanh, xin được mời đến sân khấu tiếng hát của cô Phương sẽ cùng trở về với diễn đàn lễ cưới với những bản tình ca ngọt ngào để tiếp tục với chương trình ca nhạc buổi tối ngày hôm nay. Xin được chào đón tiếng hát của cô Phương. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn rất nhiều món quà âm nhạc từ chị Phương đã trở về với nhịp cầu sân khấu của gia đình Hòa Nhạc Trang chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời đại vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tác, sáng tạo. Âm nhạc làm cho nỗi buồn vơi đi, niềm vui nhân đôi, và đặc biệt là âm nhạc làm cho tình yêu mãi mãi thăng hoa và làm chúng ta gần lại nhau hơn nữa. Và sau đây thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục cùng mời thuốc, mời nước, mời trà và xin phép nhường lại sân khấu cho tiếng hát của Xuân Chiều sẽ là cái tên tiếp theo trở về với diễn đàn lễ cưới. Vâng, xin mời chú Xuân Chiều sẽ trở về với những bản tình ca. Này vui các cháu thì hát không hay, làm chục bài. Mùa xuân đó có em. Oh,
tiệm máy hát bài thứ hai. Ký phai màu. Trẻ. Hát bài cho nó trẻ. Chúc mừng hạnh phúc.
Thưa quý vị thân mến, giờ này cũng đã trải qua một phần hai thời gian trên quãng đường âm nhạc tại khán phòng tiệc cưới gia đình của nhà trai chúng tôi trên Vương xóm 8 Quốc Tuấn, kết hợp với trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Quân đang mở ra chương trình ca nhạc với chủ đề giai điệu tình yêu chúc mừng ngày phúc. Và giờ này thì tình cảm của quý vị vẫn đang được đong đầy, và dường như càng về khuya thì chương trình ca nhạc lại càng đặc sắc hơn. Và những người làm trên tôi nhận được rất nhiều những lá yêu cầu cũng như bản đăng ký của quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng trở về với tiếng hát của chú Thiện sẽ trở về với sân khấu ca nhạc của gia đình. Xin gặp hân hoan chào đón tiếng hát của chú Thiện. Em dành với áo mới cho tình yêu.
Tôi yêu của nào, ngày đây theo em.